birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Am Samita, hôm nay làm đột ngột chứ không có chuẩn bị trước nên có một vài anh em không có gọi được. Mới đi quay về. Vào để ăn luôn, đột ngột chứ không có tổ chức gì cả nên mọi người có lỡ thấy clip này thì thông cảm. Chứ không phải nói kia qua. Không có đâu nè, trời ơi. Nè, sinh nhật mà đem hai cái trứng nè. Thương lắm. Mở giùm dạ. Dạ ăn giảm cân. Không được ăn, không cho nhỏ ăn. Vợ không cho ăn luôn. Trời ơi, chi mà cực khổ. Ê, cái phô mai. Sao nó ủa sao trứng mà phô mai chị? Mà của anh Giang, phô mai xíu xíu không? Dễ sợ. Mà không cho ăn. Không cho ăn. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn, cảm ơn tất cả anh. Ước đi anh, ước đi anh Giang. Bây giờ mọi người chúc anh câu đi kìa. Ủa sao SC rước đèn lắm? Mà anh ước cho anh hỏi đi anh. Đã. Ước cho mọi người sống bình yên nhau là hạnh phúc rồi. Dạ, hỏi đi anh, hỏi nói, hỏi hai cái này đi. Ước gì ạ? Riêng này ước chung, anh ước riêng của anh cái này. Ước riêng cho bản thân anh nữa. Rồi cái đó chung chung quá, còn này ước riêng đi. Đúng, đúng. Riêng, anh phải ước riêng cho bản thân. Ước, 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 có không? Ai nói vậy? Rồi, rồi yên ơi chị. Có anh chơi. Đó là Bình Thái hả? Anh để cái cầu đó là tục gì? Đâu tạo giấy cho tất cả mọi người chụp tấm hình nào. Yeah, ok. Ai rót cái tôi với. Đừng có giống ba em quá. Đâu có hình ba em không? Nè. Em ơi mấy chị chụp với anh chị. Ok. Yeah, ok. Thái cũng làm truyền thông tốt rồi. Ủa nãy giờ nó bên dịch 40 triệu biết. Mình kể là có ba không? Chết rồi. Quá. Wow, mệt quá. Vô. Giả xích vô lại rồi. Luôn. Ở trên đây chị sướng rồi. Chị thấy có những bước mặt chị. Ủa gọi mặt như vậy xấu lắm á thầy. Dạ đứng lại nha, nó bị lé đèn á. Lé đèn. Lé. Trời ơi, nhìn cái lại thành như hai đứa yêu nhau đọc đồ kìa. Trời ơi, cặp vú kìa. 2 3.